có 4 loại cây chữa bỏng cực kỳ tốt. Trong nhà nấu ăn trẻ nhỏ không tránh được những lúc chúng ta bị bỏng hoặc là cùng công việc của chúng ta, ví dụ bỏng bô, nước sôi hay là máy móc. Vậy thì hãy cùng Thảo tìm hiểu 4 loại cây sau và lưu lại video nhé. 4 loại cây chữa bỏng cực kỳ tốt. Một, đó là cây lá bỏng. Nó đúng như tên gọi của cây lá bỏng, đó là chữa bỏng hiệu quả, nhất là bỏng nhẹ. Cách sử dụng thì cái lá bỏng này chúng ta giã nát lấy nước cốt, đắp lên vết thương hoặc đắp cả vã. Thứ hai đó chính là lá khoai lang. Lá khoai lang non hoặc ngọn, dây chúng ta rửa sạch, giã nhỏ, trộn đều với một ít nước sạch, sau đó đắp lên vết bỏng hoặc là vắt ép lấy nước. Hãy dùng bông hoặc là tấm gạc chúng ta đắp lại cái chỗ đó và tẩm nước ép lên để làm dịu vết bỏng, giúp vết bỏng chúng ta không bị phồng lên. Thứ ba đó chính là nha đam hay còn gọi lô hội, giúp giảm đau và sẽ làm xe mặt, giúp vết thương mau lành, dùng trị bỏng hiệu quả. Trước tiên hãy rửa sạch vết bỏng với nước lạnh hoặc là giấm, sau đó lấy một vài lá nha đam và lấy cái dịch nhờn trong lá đắp lên. Thứ tư đó chính là lá mã đề, rất hữu ích để điều trị bỏng, có tính kháng khuẩn, chống viêm. Đầu tiên chúng ta hãy nghiền nát cái mã đề ra rồi bôi lên vết bỏng đó, dùng một miếng bông chúng ta quấn xung quanh vết bỏng, khi nó khô thì chúng ta lại thay thế cái miếng dán khác. Hãy lưu ý lưu lại video này để khi cần chúng ta có thể áp dụng ngay nhé.